đoàn con khấn xin, xin Thánh Du Xe hiện vinh, đang hưởng nhan Chúa ở nơi thiên đình. Vì đường trần gian hôm nay lắm nỗi gian nan, nguyện xin yêu thương giúp sức chúng con. Chúng con nguyện xin Thánh Du Xe cầu bầu, chúng con nguyện xin Thánh Du Xe chở che, vượt qua gian nan, vượt qua mọi khó khăn, sống vui an hòa, hướng tới quê trời phúc vinh. Đoàn con khấn xin, xin Thánh Du Xe quyền uy, bên tòa Thiên Chúa phúc vinh muôn đời. Một lòng cậy trông con dâng hết những tâm tư, và bao nghi nan xin dâng với những khó khăn. Chúng con nguyện xin Thánh Du Xe cầu bầu, chúng con nguyện xin Thánh Du Xe chở che, vượt qua gian nan, vượt qua mọi khó khăn, sống vui an hòa, hướng tới quê trời phúc vinh. Con đến đây xin Thánh Du Xe dụ thương, thương đoàn con cái ở nơi gian trần. Phận người đoàn con mong manh dễ vỡ mau qua, nguyện xin yêu thương. Tuần cửu nhật khấn thánh cả Du Xe ngày thứ năm, Thánh Du Xe người của niềm tin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gia-cóp sinh Giuse, chồng bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Lời cầu. Ông Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Xin cho chúng con đường làm con cái trong gia đình thánh gia. Có mẹ là Đức Maria, cha là Thánh Giuse và Chúa Giêsu là anh em. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Giuse luôn sống trong kế hoạch diệu kỳ của Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính. Xin cho chúng con cũng được nên công chính như Thánh Giuse. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con cũng nghe đường tiếng Chúa, dù là giữa đêm khuya như Thánh Giuse. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Xin cho chúng con cùng biên vâng nghe tiếng Chúa qua lời sứ thần truyền như Thánh Giuse. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Kinh cầu ông Thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa con chuộng tội cứu thế là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Lân Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng David. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ tông. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch gìn giữ Đấng nữ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng cai quản thánh giá thân xưa. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse cường thanh cường tình. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse chịu lụy mọi đàn. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse rân ngày chính thần thà. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là gương nhân đương nhịn nhục. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thờ phải soi. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cánh ăn nên ở trong nhà. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là như cồn trù cho kẻ bệnh tật đường cày trông. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiêm. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và hội thánh. Cầu cho chúng con. Chúa Giêsu chuộng tội cứu thế. Chúa tha tội chúng con. Chúa Giêsu
Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa thương son chúng con. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng cai quản gia nghiêm Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng dân thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh khấn ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vì bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp mình cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Giuse danh Ngài là Cha công chính, xưa là bạn đứng nữ chính, nay hiến vinh trên nơi thiên đình. Giuse xin Ngài làm Cha con cái, xin Ngài ngày tháng dẫn đưa hộ phù cho các gia đình. Giuse xin Ngài dù thương chúng con, ban Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho dân thánh Đức Bà Maria. Và dân thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.